Chào các bạn đã trở lại với kênh Tony TV. Tới công chuyện nữa rồi bạn đầu bếp ơi. Gì nữa vậy Chí? Hoài vậy? Nó đang nghiên cứu cái gì mà khói không kìa mày? À, vô đây coi. Thôi trời. Hồi nãy giờ mình cũng sợ dữ lắm á các bạn ơi, mà không có dám nói ra. Giờ Chí nói mới ớn đây nè. Ủa, mày lên huyết áp hay gì Chí? Có sao không cha? Đâu có. Tao đang lấy hơi để có can đảm ra nói chuyện với nó luôn nè. Trời, làm hết hồn à. Trời ơi, cái gì mà khói không gì nè tại. Dính, mày đang nghiên cứu cái gì nữa vậy? Nghiên cứu những cái thí nghiệm thật là đơn giản, có thể giúp các bạn xem xong clip này làm tại nhà được luôn. Ôi, mày làm mấy cái thí nghiệm đơn giản vừa thôi, đơn giản quá ha. Mấy bạn vô comment chửi mày kìa, không thấy hả? Trời ơi, mấy thí nghiệm dễ làm á, các bạn cũng nói. Mà mấy thí nghiệm khó các bạn làm tại nhà không được, hoặc là các bạn chuẩn bị không đủ nguyên liệu á, thì các bạn cũng vô phàn nàn mình. Vậy làm vậy? Trời, rồi sống sao cho vừa lòng với các bạn đó đây. Bởi vậy ông bà mình mới có câu, chín người mà tới 10 ý lận, thấy chưa? Mày nói không phải. Rồi mày chế tạo cái gì khói không vậy Vinh? Tên lửa. Hả? Tao có ý kiến. Rồi nói đi. Kính thưa các bạn và hai đứa bay. Ờ. Cho tao rời khỏi cái team này. Oh no. Vĩnh biệt các bạn. Hả? Cái gì vậy? Chơi, tao đi theo nữa. Tao không quay nữa. Tên lửa sợ quá. Trời ơi. Tên lửa mini mà. Tên lửa mini sao không nói chữ mini, làm tao tưởng tên lửa thiệt. Đây có cho tao cơ hội nói đâu. Trời ơi. Tao nãy giờ sợ muốn chết, muốn ôm đầu la làng đây nè. Tao có khác gì mày đâu. Hồi nãy giờ mình muốn quăng camera qua một bên, đi báo công an vậy bắt nó luôn. Ê, rồi đó chứ. Mình là bạn bè với nhau, mày làm vậy coi sao được. Đúng rồi, anh em tốt nè. Mày phải dùng cái đầu để suy nghĩ. Đúng hiểu rồi, không? Sử dụng cái đầu đi. Liệu lời nói mày công an họ có tin không? Chứ ý mày sao? Mày phải dắt theo tao để làm nhân chứng, vậy thì họ mới tin. Anh em gì kỳ trời. Anh em thứ dữ nữa. Thôi giờ cầm đi. Sáng giờ mình đã nghiên cứu được cái cách chế tạo tên lửa mini, hướng dẫn cho các bạn luôn nè. Rồi chỉ cho tao coi cái, nãy giờ tao không biết. Nhưng mà trước khi hướng dẫn á, thì mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem cái nha. Để tên lửa ở đây đi. Nguy hiểm không mày? Không, rất là an toàn và dễ. Rồi làm thử đi. Đốt cái đèn cậy lên cái đã nè. Ủa chứ sao bịt mũi lại làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Bịt cái lỗ tai cha ơi. Đốt tên lửa mày đi. Mày đi bịt cái lỗ mũi. Trời ơi tào lao. Gọi đốt đi. Hãy nhìn đây. Wow, đếm đây. 1, 2, 3. Ủa xa kìa. Thôi đừng có diễn nữa Chí ơi. Tên lửa bay xa con khúc Vinh nó lượm làm cái mới rồi kìa. Trời ơi mất mệt không. Trời ơi quá. Đâu làm sao chỉ cho các bạn biết coi. Trước khi hướng dẫn các bạn làm tên lửa mini, mình sẽ cho Chí đốt hai cái tên lửa còn lại. Đã vậy. Ok rồi, Chí đốt xong tới tao đốt nghe. Đúng. Đâu quá. Đốt hai này trước đi. Ok. Đốt ở phần đầu tên lửa. Tới mình chơi nha các bạn. Gió đó chè chè lại chút. Đếm đi. 1, 2, 3, bay. Tưởng đâu là nó không bay, tưởng nó không bay luôn rồi. Chí này làm gì đâu ghê. Rồi gắn lại cho bài hết hồn nha. Bài thứ hai nè. Bài hết hồn nhảy dựng luôn. Đổ lẹ đây. Mình chơi luôn nha. Phải đếm mới được. Đếm 1, 2, 3. Đẹp không? Đẹp. Dễ làm lắm. Đầu tiên các bạn cần một tờ giấy bạc, nhớ là phải giấy bạc hình vuông nha. Mọi người có thể kiếm ở trong mấy cái thẻ kẹo Doppermint đó. Lấy cái đầu que diêm để ở đầu cái que, cuốn nó lại giống như là cái lốc, nướng cá lóc. Cá lóc nướng chui vậy đó. Dễ hiểu vậy. Đâu có gì đâu khó. Dễ làm. Rồi xong. Sao nữa? Tiếp theo. Cái này hả? Cái này đó. Làm gì? Cái này là dùng để trang trí. Trời ơi. Gắn vô trong này thôi. Không có tác dụng gì trơn, gắn vô. Không có tác dụng mà còn có tác hại, làm cho cái tên lửa mini của mình nó nặng, nó bay không có được xa. Ok. Bài đặt đẹp. Là ở đầu của miếng giấy bạc này các bạn phải xe nó lại sao đó cho nó nhọn, nó mới giống cái tên lửa nha. Rồi đốt đi Chí, đốt thử đi. Ok. Đốt ba cái phần đầu á. Đốt phần đầu nè. Rồi đếm ba nha. 1, 2. Thành công rồi. Hay là bây giờ mình có ý này. Ba anh em mình sẽ tổ chức một cuộc thi bắn tên lửa. Tên lửa của ai bay xa hơn thì người đó chiến thắng. Chơi mày. Ý hay đó. Mình là người chỉ hai đứa nó làm tên lửa, không lẽ không dám chơi? Vậy chơi. As you wish. Thích thì treo. Đầu tiên là chúng ta cần có một miếng giấy bạc hình vuông như thế này. Tiếp theo là để cây xiên que cộng với cái đầu que diêm lên. Lưu ý là phải để trừ một khoảng cách như thế này nha.
Đó, tiếp theo là mình sẽ cuốn lại. Lưu ý cái phần dư này nè, chúng ta phải xe thật là khít. Nếu không khít, khi đốt lên tên lửa sẽ không hoạt động được. Bước cuối cùng là gắn cái phần cánh tên lửa vô. Thế là xong một cái tên lửa mini rồi. Đây, ba cái tên lửa mini đã xong rồi. Bà đầu bếp, làm xong cho mày. Làm xong hai cây rồi, còn cây cuối cùng nè. Lần này mình quyết định làm hai đầu quay diêm luôn nha các bạn. Con Vinh làm một đầu diêm á mà nó đã bay xa như vậy rồi, mình làm hai đầu thì lực bắn nó phải gấp đôi chứ. Lần này muốn thua cũng khó. Nghĩ mà chán mình ghê. Đã đẹp trai rồi mà lại còn có trí tệ. Đầu bếp, sao không lo làm đi? Nói làm nhảm gì hoài vậy? Tao tâm sự với fan chứ có nói chuyện với mày đâu. Mày làm xong thì qua bển đi, chúc tao qua. Để nha. Rồi. Phải xịt sơn gì nè, để dễ phân biệt. Chút xíu nữa thi đấu khỏi bị nhầm lẫn tên lửa của ai. Gắn ba cái tên lửa vô chút xíu thi đấu nha. Đó. Dữ dằn chứ. Rồi, xong chưa tao nè. Ở ba cây. Ồ. 2, 3. Ồ, đẹp như mày. Ủa, nhìn xong chưa ta? Chưa có xong. 5 minutes later. Cuộc thi bắn tên lửa chính thức bắt đầu. Đi trước. Tao đi trước mày. Tao nhỏ con tao đi trước chứ. Mày nhường cho nó đi. Ừ đúng sao rồi. Nó không dành chưa hả? Mày thấy mấy học sinh mẫu giáo xếp hàng vô lớp mang lùng vô lớp chứ không? À vậy đó. Chị nó mày khẻ tao nữa. Rồi. Mình đi trước nha các bạn. Ok. Đốt đèn cày hay là học quẹt? Ủa, đèn cày chứ. Mày làm gì vậy? Tao lấy cái này để xuống đây. Thằng nào mà có gà quá bắn không lọt qua khỏi cái ô này á thì hết đất 10 cái. Ừ. Rồi lỡ như ba cái tên lửa nó không bay ra khỏi cái ô này rồi sao? Thì hết đất 30 cái chứ sao? Dạ rồi không? Chơi đâu mày? Rồi thích thì dứt vô đây. Mình đi trước nha. Tên lửa đầu tiên của Chí Sư Đệ nha các bạn. 1, 2. Không chừng không, không bay nữa nha. Để coi coi. Bay chơi. Bay không? Bay ra khỏi cái ô kìa, thấy chưa? Cái thứ hai. 1, 2. Gấu như cái xì ơi. Cái thứ ba. Cái thứ ba. 1, 2. Rồi, hết lượng của Chí Sư Đệ. Tiếp theo là tới mình nha các bạn. Mày thi đấu đi. Phải hơn thì Chí Sư Đệ mới được. Quăng cái này ra đầu tiên. 1, 2, 3 coi. Rồi, rồi không xong rồi các bạn ơi. Mày là chắc là mày để nhiều cái đầu quay diêm lắm phải không? Hai cái thì phải rồi, một cái mới bay được. Tại tài lanh hai cái ăn chơi. Tại tao tưởng đâu hai cái thì bay gấp đôi. Hết đất 30 cái mày. Mình đi ha. Tại vì đây hai cái, một cái bị tập nữa. Đúng là 30 cái hết đất liền mày. Thôi thôi các bạn ơi. Lẹ đi, tao với các bạn đợi luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ hết đất vậy còn sức quay phim không mày? Còn rồi, yên tâm đi. Nè, tới mày đi Vinh. Đấy. À, tiếp theo là lượt thi đấu của Tony nha. Tên lửa đẳng cấp nhất thế giới. Rồi, đúng đi. 2, 2. Bay đi. Bay đi. Gì kỳ vậy trời? Cái hết đất đầu tiên. Cái thứ hai. Điểm ra vòng. Hết đất rồi nha. Cố lên. Cuối cùng. Ê quên. Ê mày. Hả? Mày hồi nãy ở đằng đây có một cái bị tạch nè. Đó nó còn nằm ở trên này luôn nè. Đúng rồi. Mày hít đất 10 cái mà. Chứ nó hít 10 cái đâu đủ. Mày không thoát khỏi tay tao đâu con trai. Ai dám. Bên này gian hả? Rồi. Hít lên chung nha. 1, 2. Mười chín. Hai chục. Rồi tiếp theo đi. Đổ 20 cái rồi. Ủa? Chứ chưa đứng dậy nữa. Làm gì vậy? Sao chứ? Tôi mệt quá trời luôn. Thôi quá yếu rồi thanh niên ơi. Cuộc thi này tên lửa của mình là bay xa nhất. Anh em có ai không phục không? Tao nè. Mấy cái tên lửa mini này chơi chưa có đỉnh. Mình có một cách tạo ra tên lửa chỉ cần baking soda và dám ăn là xong. 20 minutes later. Nó làm cái tên lửa bằng cái chai thì nó xấu quá. Ừ. Nên ba anh em mình mới thêm cái đầu nhọn này vô cho nó đẹp. Chính xác. Mình mặc áo vàng.
sơn tinh lửa màu vàng để dễ phân biệt. Vàng sơn tinh lửa màu vàng rồi. Ta áo xanh vậy sơn tinh lửa màu xanh luôn. Rồi vậy sơn đi. Đây. Ý tưởng hai thằng này cũng hay, mà cái gì hay thì mình sẽ học theo. Mình đang mặc áo màu trắng, vậy thì mình sẽ lựa cái chai sơn màu trắng. Ok, đem lại đây sơn coi. Ủa gì kỳ vậy, cái này là chai sơn màu đỏ mà, thằng nào lấy cái nắp màu trắng này vô đây vậy? Ở vòng cuối này mỗi thành viên sẽ có hai cái tên lửa để mà thi đấu. Chơi vòng này sao vậy? Thì cũng giống như vòng trước thôi, nhưng mà khác ở chỗ là mỗi người chỉ có hai cái tên lửa thôi. Tên lửa của ai bay xa hơn thì người đó thắng. Dễ không? Thôi bây giờ như thế này đi, cái người nào mà có tên lửa gà nhất, bay khoảng cách ngắn nhất sẽ mời team tối nay đi ăn chầu hải sản. Được. Chị cho mất công vậy, không mấy mỗi người hùng vô 200 ngàn, ai chiến thắng lấy hết đi cho lẹ. Hôm bữa cái clip đua tàu đó, ba anh em mình mỗi người hùng 100 ngàn, tàu ai chạy xa nhất chiến thắng đó. Mấy bạn vô nói mình chơi gì cờ bạc đánh cược này kia chứ nọ. Trời ơi, mày quan tâm tới mấy thánh đạo đức giả trên mạng đó làm cái gì? Đúng rồi, cái này tâm sự mỏng với các bạn thôi nha. Ngoài đời mình cũng có mấy bạn giống vậy đó, mở miệng ra là tao ghét cờ bạc, tao ghét đá gà, vậy mà đi đánh bài tối ngày luôn. Trời ơi. Thôi đi, bây giờ người nào vô bắn tên lửa đầu tiên bắn trước. Hồi nãy chỉ bắn trước rồi. Tao nhờ mày bắn trước đó. Rồi con tư bột bắn trước đi mày. Cái đầu tiên nha. Gắn tên lửa vô. Rồi. Gì? Nãy giờ chỉ có hướng dẫn cách bắn đầu biết. Thôi quên nữa. Quên. Bây giờ để hướng dẫn cách bắn tên lửa cho mình và các bạn đều biết đi nè. Ok. Bước 1 làm gì? Bước 1 mình chế giấm vô cái chai này. Rồi. Chế nhiều chế không? Chế vô ít thôi. Đó. Khoảng 50ml. Ở dưới đây có cái khía nè. Chế vô dự cái khía là xong. Rồi. Tiếp theo. Múc một ít bột kitchen soda. Đó. Ít thôi nha. Rồi gãi vô đây. Lưu ý là để nghiêng gì nè, cho nó an toàn. Tiếp theo làm gì ạ? Đẩy nắp lại. Rồi sao nữa? Đẩy cho chặt nha. Rồi. Để lên đây à? Sốc nhẹ cái. Sốc lẹ đi. Để lên. Cho nó ra coi. Dễ hiểu. Vậy mình sẽ bắn cái đầu tiên nha các bạn. Bước đầu tiên là để giấm ăn vô. Đúng rồi. Một miếng thôi. Chế vô ít thôi. Rồi. Đó. Để baking soda vô giùm tôi đi. Đây, tôi bút sẵn rồi đó. Rồi, xong, đẩy nắp lại đi. Rồi, lắc cho đều lên nha. Để tao coi cái tên lửa của mày nó bay bao xa đây. Trời ơi, tạch rồi ông nội ơi. Tới tên lửa thứ hai đi. Để giấm ăn vô. Chế một giùm tôi miếng baking soda đi. Rồi, bỏ vô đi. Bút sẵn cho nè. Các bạn lưu ý cái lúc mà bỏ baking soda là phải nghiêng cái chai nước nha. Cái này là phải bắn thiệt là xa mới được. Tao tin tưởng mày. Tiếp theo tới thằng Chí đi. Tới mình nha các bạn. Tin tưởng Chí sư đệ nha. Đúng vậy, lần này phải chiến thắng rồi. Đừng có chán nhìn qua hết cho dám bây giờ. Chai giấm nhiêu tiền hả? Của 8 ngàn. Quá rẻ các bạn ơi. Rồi cái nắp đây. Baking soda các bạn có thể mua tại Bách Quá Xanh nha. Hay nó còn có tên khác là muối nở. Bay. Trời ơi, thua vạch đầu em đó. Rồi, tới cái thứ hai. Các bạn chờ mình một chút xíu nha. Cái tên lửa đầu tiên của Chí sư đệ này còn thua bạch đầu bếp nữa các bạn ơi. Các bạn ơi. Tên lửa thứ hai của tao nè. Trời trời, cái gì dữ vậy? Cái này là gì đây? Thì cái này là cái tên lửa thứ hai của tao chứ gì. Cái cối trà tiêu nè, tao đập đầu mày cái cũng chết nữa. Tên lửa gì? Phạm nguyên tắc bắn tên lửa. Thua, đi ra ngoài đi. Sai nguyên tắc rồi. Gì kỳ vậy? Tao biết hai đứa bay sợ tao thắng rồi mất mặt với fan như gì, cho nên tao cũng đã xì cụa thêm một cái tên lửa nữa ra đây. Trời ơi, sao nãy không lấy cái này chơi luôn đi đại ca. Lần này mày cấm tao thi đấu nữa đi. Tính ăn gian hay gì nè. Tính ăn gian, ăn gian được, ăn gian. Rồi, hỗ trợ tao đi bên đầu bếp. Tên lửa cuối cùng của mày đó. Đúng vậy. Dễ lắm. Mày phải chiến thắng mới được. Để tao coi mày coi. Bạn nào chưa đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh, bấm like, bấm chuông để ủng hộ team mình đi nha. Đây là do. Mày gống cho dữ vô đi. Trời ơi. Chúng tôi rồi. Vẫn thôi. Cô mặt đầu bếp bay xa hơn nè. Rồi, tới mày cả. Rồi, còn tới Vinh. Ok, bây giờ cầm cam đi. Hai tên lửa màu vàng. Ừ. Rồi, đổ vô miếng giấm đi bộ. Đổ đi. Thua tao đi nha. Chuẩn bị baking soda đi chứ. Ok. Miếng baking soda vô đi chứ. Để vô. Rồi, đặt lên đi. Đặt đè vô. Bán. Ê.
Trời ơi. Cái đầu tiên tên lửa mình bay cao hơn của một bạch đầu bếp nè, mọi người thấy không? Vậy được rồi. Cái thứ hai. Cái thứ hai đi. Cái này cũng là cái cuối cùng. Đúng vậy. Cái này mà bay thấp nữa là mua đồ ăn cho tụi tao à. Hồi nãy chế giấm hơi ít, lần này chế giấm hơi nhiều chút xíu. Nhiều giấm có bay xa hơn không à nha. Mày kỹ vô nha. Nhiều nhiều bột baking soda đó. Trời ơi. Bột vô. Nhiều chứ vậy? Đó. Đó, rồi đặt lên kệ đi. Bắn. Mày nhớ nha các bạn ơi. Đó, rồi đặt lên kệ đi. Đó, hạng nhì nè. Đó. Hạng ba của chú sư đệ nè. Dễ thật. Chị tối nay mua đồ ăn đi. Tối nay tao muốn ăn tôm hùm. Tao muốn ăn cua Alaska. Video bắn tên lửa này đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích. Đừng qua bấm like, đăng ký kênh và bấm vào cái chuông thông báo để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất từ kênh Tony TV của mình. Đúng vậy. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. 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 Đâu rồi? Ôi sao kỹ chơi. Chào mình nào đi ta. Cam hay xanh, xanh hay cam? Màu xanh may mắn hơn. Đẹp không? Gì đây? Rồi đứng bộ. Chắc nè, chắc nè. 2, 3, dở. Wow. Xui với trời. Quê lắm đó nha. Sợ bố luôn. Thèm lắm rồi đó. Hên quá. Thảm gãy thấy á tiền ốm nha. Coi uống vô đi anh cơm. Anh Vinh, anh không nhường cho em mà anh nhường cho nó kỳ vậy. Thảm gãy mình xuống mấy ký rồi đó các bạn. Thôi nhường cho con á tiền đi. Mày muốn uống sữa á gì? Dương, mượn bình sữa coi. Thanh. Ừ.